Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Bully cùng với con 98 nha bạn. Tới ra một chương trình này góp là ăn chia tổng giải thưởng là 3.300 đô token ANRLA đó nha bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video, mình mở cái link phong dự án nó ra nè các bạn. Rồi, điều đầu tiên các bạn follow Bully Twitter Bully nè các bạn, Bully lao chờ nè, các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đập lên nè. Tiếp theo thì bạn follow dí kho 98 trên Twitter của nó các bạn. Sau đó các bạn like và tweet tăng 3 người bạn vào các bạn, like nè. Rồi các bạn chỉnh dẫn cho tweet nha các bạn. Rồi các bạn dán tăng 3 người bạn vào, các bạn bấm tweet nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bình luận cái địa chỉ dí của mình nha các bạn. Thì chương trình iGrab này random chỉ cho 100 người may mắn nha bạn, 100 winner. Thì các bạn mở địa chỉ con 98 của tất cả các bạn ra đây các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Sau khi các bạn mở địa chỉ con 98 ra, các bạn bấm vào phần nhận nè các bạn. Mạng Son, mạng Near, mạng Ethereum. Rồi nha bạn, các bạn mở địa chỉ coi 98 wallet của các bạn tìm một nhận nè các bạn. Các bạn gõ từ khóa là ERL. Từ khóa ANGEL. Rồi, này mục này nè bạn, các bạn nhấp vào mục token ANRL mạng Polygon nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ví lên nè. Rồi sau đó bạn chụp màn hình lên nè các bạn. Rồi các bạn qua bên dự án Twitter này các bạn. Rồi ta. Rồi các bạn bình luận nha các bạn. Các bạn gỡ lên bức ảnh hồi nãy nè. Rồi các bạn thêm địa chỉ ví của mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bình luận một câu đi các bạn. Rồi các bạn trả lời nha bạn, mà xong nha bạn. Của mình nè bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận token ANRL đến từ dán Bully và coi 98 đến đây cũng kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.